Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay bonsai Kim Sơn giao lưu với nhà mình một lô tổng hợp nha mình, gồm có sầm đá, bằng lăng, cẩm thị nha mình. Rồi cây đầu tiên của lô này có mã số là 405, là một cây sầm đá, một cụm sầm đá liền cốt luôn nha mình. Cụm này sống khỏe luôn. Cây cụm này nó đã ở vườn lâu rồi, nó thuần rồi rồi nha mình. Cụm này tổng hoành là 120, là tính ở luôn ở cái thân lẻ bên tay Sơn đang cầm. Chiều cao là 60, bộ đất hiện tại là 58 x 40, Sơn xin giao lưu là 1.200k bao ship nha. Sầm đá thì có hoa trái rất là đẹp, nhưng về cái ăn được hay không thì Sơn cũng chưa có biết nha mình. Mã số 405 sầm đá, 1.200k bao ship, cây sống khỏe luôn nha mình. Rồi nhà mình xem nếu mà tham khảo ưng ý ủng hộ Sơn nha. Lá sẵn rất là xanh tốt luôn, tại vì cây này Sơn nuôi cũng lâu rồi, mấy năm rồi, nhưng mà do Sơn không có thời gian làm cành á. Rồi nhà mình xem ưng ý ủng hộ Sơn nha. Rồi cây kế tiếp là một cụm cẩm thị có mã số là 406. Cây này tổng hoành cụm là 105, cây cao là 95. Cây này có bầu đất hiện tại là 55 x 40. Cái chỗ mà Sơn cầm có cái dây màu vàng nhiều á, là cái thân đó là thân rời, còn cái khu vực này là khu vực liền cốt luôn. Nó chỉ có một một cây nó rời thôi, đó ngay chỗ dây ni lông cột màu vàng nhiều á, đó ngay chỗ tay Sơn chỉnh có một thân đó là nó mọc rời thôi, còn lại bao nhiêu là nó liền cốt luôn nha mình. Cụm này Sơn xin giao lưu là 1.200k bao ship nha mình nha. Cụm cẩm thị mã số 406, 1.200k bao ship. Cụm liền cốt 90% nha mình. Chỉ có một cái cây ngay chỗ đó tay Sơn vịn vô, chỗ đó nó rời thôi, còn lại bao nhiêu là nó chung hết, thân cốt cũng rất là to, liền cốt 90% nha mình nha. Cây này cao 95, mã số 406. Rồi nhà mình xem nếu mà ưng ý ủng hộ Sơn nha, 1.200k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cái này luôn. Rồi cây kế tiếp có mã số là 407. Cây này một cốt luôn nha mình, một cốt khủng luôn, có hoành là 87, cây cao là 65. Rồi cây này Sơn quanh đo cái tán rồi, cái tán nó chắc phải 1 mét mấy á nhà mình. Cây này có bầu đất hiện tại là 52 x 50 nha mình. Sơn xin giao lưu là 1.300k bao ship, Sơn dọn vườn luôn. 1.300k bao ship nha mình nha, Sơn dọn vườn luôn. Cái này là Sơn dọn vườn thôi, thì nó có cái đó thôi, chứ còn mà nếu mà bình thường thì nó sẽ cao hơn tầm 1.500, 1.700 nha mình. Rồi mã số 407, 1.300k bao ship, Sơn dọn vườn luôn nha mình. Sơn dọn vườn cây này luôn, cây này rất là nặng, cây này phí ship chắc cũng bộn quá nha. Mã số 407 dọn vườn cẩm thị 1.300k bao ship nha mình, xem ưng ý ủng hộ nha, cây một cốt khủng luôn. Đèn rin thiên nhiên rất là già luôn nha mình. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi mã số 408, cây này Sơn cũng dọn vườn luôn nha mình. Cây này có tổng hoành thì Sơn, tại do nó nhiều thân mà nó cách biệt nhau á, nên Sơn không có đo hoành được. Sơn đo chiều cao là được 45, tán rộng là 115. Cây này có bầu đất hiện tại là 50 x 46, Sơn dọn vườn luôn, 800k bao ship nha mình. Cây này nhiều thân nhưng mà chung cốt, Sơn nghĩ là nó chung cốt cỡ 80%, còn 1-2 thân ở bên ngoài là
nó rời thôi, nhưng mà nó rất là chắc chắn nha, nó chung bầu đất tự nhiên luôn. Mã số 408 sơn dọn vườn 800k bao ship nha mình nha. Cái này nó dáng rất là cổ thụ, nó giống như một cái cụm rừng. Chi tàn rất là già luôn nha mình. Rồi sơn dọn vườn 800k bao ship cây này nha. 0408 dọn vườn 800k bao ship. Rồi nhà mình xem nếu mà ưng ý ủng hộ sơn nha. Cây này đa thân luôn nha. Rồi nhà mình xem ưng ý ủng hộ sơn nha. Cây này rất là chắc chắn luôn. Rồi sơn xin xuống cái này luôn nha, dọn vườn 800k bao ship. Rồi cây kế tiếp có mã số là 409. Cây này là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. Cây này một cốt luôn nha mình. Có hoành là 30, cây cao là 56, tán rộng là 85. Cây này có bầu đất hiện tại là 32 nhân cho 34. Sơn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha mình nha. Hàng bao sống cho mình yên tâm luôn. Về mình chỉ tháo cái bọc ra và thêm chất trồng nữa là ok thôi. 50% sơ dừa, 50% còn lại là cát với đất nha mình. Và sau đó mình tưới thêm các dòng kích rễ như N3M, Rod Atonic. Ví dụ như cây này là nó ít lá thì về mình tuốt luôn cái lá của nó đi, tuốt hết luôn. Rồi để cho nó lên cái lọc mới nó sẽ đều hơn nha mình. Chi tàn rất là già luôn. Cây này sơn giao lưu nhanh luôn, 600k bao ship. Rồi sơn xin xuống cây 409 luôn nha, 600k bao ship. Rồi sơn xin giao lưu cây có mã số là 410, là một cây cụm rừng bằng lăng tím lá trung, hàng khủng liền cốt luôn nha mình. Cây này cũng phải là 6 người khiêng, 4 người khiêng cũng không có nổi luôn, bởi vì nó ôm một cục đá rất là nặng, có hai cục lận nhưng mà bỏ hết một cục rồi, giữ lại một cục thôi. Nếu mà để luôn một cục nữa thì nó nặng khiêng không nổi luôn. Giờ cục này thì cũng may ra thì còn ráng chịu được nha mình. Bằng lăng tím lá trung về ghép từng vi nha mình. Cây này có tổng hoành là 193, cây cao là 45, có bầu đất hiện tại là 120 nhân cho 70 nha mình. Cây này sơn xin giao lưu nhanh luôn, 3000k bao ship luôn nha mình nha. Chắc phí ship hết 1000 mấy rồi nha mình, tại vì nó rất là nặng bởi nó có đá. Thì cây nó dính đá thì thường là mình quan niệm nó giống như là cây ngậm ngọc đó nha mình, cây nó dính ngọc vô thì đá cũng là thạch, thạch là ngọc luôn nha mình. Rồi nhà mình xem ưng ý ủng hộ sơn nha, 3000k bao ship luôn, bằng lăng tím lá trung. Rồi cây kế tiếp có mã số là 411, là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, hàng khủng luôn nha mình. Cụm này liền cốt luôn, có tổng hoành là 230, cây cao là 85, bầu đất hiện tại là 120 và 90. Sơn xin giao lưu là 3500k bao ship nha. Hàng rất là khủng, 3-4 người khiêng. Thì cái cây này nó có cái thân mà Sơn cột cái dây ni lông màu vàng, đó là thân lũ nha mình nha. Còn lại bao nhiêu là thân tươi hết luôn. Hàng liền cốt, đó thân lũ nha. Cái dây ni lông màu vàng là thân lũ à. Còn lại bao nhiêu là thân tươi hết luôn. Cây rất là già khủng luôn nha mình. Nó tạo những cái vết già rất là đẹp luôn. Thì cây này nó có, mình có thể lấy đầu ở cái phần giữa của cái thân lớn đó nha mình. Nó ở giữa nó có một cái đầu nhỏ, thì tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Nó cái đầu thân lớn và cái đầu thân nhỏ ở lưng chừng á, mình có thể mình lấy một trong hai cái đó, còn lại thì mình tạo lũ nha. Rồi sơn xin xuống cái này luôn nha. Rồi cây kế tiếp là có mã số là 412, là một cụm cẩm thị khủng nha mình, liền cốt luôn. Cây này có hoành là 87, cây cao là 85, sơn có bầu đất hiện tại là 55 x 46,
Sơn xin giao lưu là 1.300k bao ship nha, cây sống khỏe luôn, hàng trung cốt luôn nha mình, cây rất là già luôn, mã số 412, 1.300k bao ship là một cụm cẩm thị liền cốt. Cái này về mình phân tầng thiên nhiên cũng rất là ok luôn nha, mình xem tham khảo nếu được thì ủng hộ Sơn luôn. Mã số 412 Cẩm Thị, 1.300k bao ship, hàng liền cốt luôn nha mình. Cây rất là già luôn. Cái này về mình chỉ cần thêm chất trồng nữa thôi, 50 xơ dừa, 50 cát với đất. Rồi mình tưới thêm các dòng kích rễ như N3M Road Atonic cho nó kích thích sinh trưởng thêm nha mình nha. Rồi 412, 1.300k bao ship, Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi mã số 413, Sơn dọn vườn. Cây này có tổng hoành là 54. Cái hoành mà thân lớn ở giữa là 20. Cây cao là 85, tán rộng là 95, bầu đất hiện tại là 50 x 38. Sơn xin dọn vườn nhanh, 800k bao ship nha mình nha. 800k bao ship, Sơn dọn vườn á. Thì trong lô Sơn sẽ xen vài cây dọn vườn nhà mình, ưng thì ủng hộ Sơn nha. Mã số 413 là một cây cẩm thị gồm có 3 thân nhưng mà chung cốt. Cái này sống khỏe rồi nha mình. Sơn dọn vườn 800k bao ship luôn. Giao lưu nhanh luôn nha mình. Nhưng mình xem nếu mà được thì ủng hộ Sơn luôn. 413 dọn vườn 800k bao ship, cẩm thị liền cốt. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha mình. Rồi mã số 414. Cây này là một thân dáng tháp luôn nha mình. Chi tàn rất là già luôn. Cây này có hoành là 20. Cây cao là 72, tán rộng là 72. Bầu đất hiện tại là 25 x 25, Sơn xin giao lưu là 550k bao ship nha mình nha. Cây sống khỏe bầu đất green luôn. Và mình chỉ cần thêm chất trồng nữa là ok thôi. Mã số 414, 550k bao ship. Nhà mình chưa hiểu thì liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409 nha mình nha. Hoặc là Sơn có để trên tựa đề mình xem tham khảo nha. Rồi Cẩm Thị Tàn Rinh Thiên Nhiên 414, 550k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi mã số 415. Là một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Cây này hai thân nhưng mà chung cốt luôn. Tổng hoành là 57, cây cao là 82, tán rộng là 95. Cây này có bầu đất hiện tại là 8 là 35 nhân cho 38 nha mình nha. Sơn xin giao lưu nhanh là 900k bao ship. Cây này về mình chỉ cần sang cái chậu và mình thêm chất trồng nữa là ok thôi. Thì riêng về cái dòng cẩm thị là khi mình vận chuyển đi á thì nó hay bị giật cái lá, nhà mình về nếu mà thấy lá rụng thì mình cũng đừng đừng cũng bớt lo lắng nha. Thì nó sẽ mình khi mà trường hợp như vậy mình tuốt hết và mình cho nó lên lọc mới nha. Rồi 900k bao ship, Sơn xin xuống luôn nha. Rồi mã số 416 là một cụm cẩm thị liền cốt luôn nha mình. Tàn rinh thiên nhiên, cây cũng rất là già luôn. Cây này có hoành thân lớn, hoành cái cốt lớn á, là 50. Cốt nhỏ là rồi Sơn không đo cốt nhỏ nha mình. Hoành thân lớn là 50. Cái thân nhỏ bên kia nó cũng là liền cốt luôn. Cây cao là 80, tán rộng là 100, bầu đất hiện tại là 55 x 40. Sơn xin giao lưu là 1.200k bao ship nha mình nha.
nó có một cái thân không có lá là cái thân đó là thân rời, còn lại bao nhiêu là nó liền cốt nha mình, chi tàn rất là già luôn. Mã số 416, 1200k bao ship, hàng sống khỏe nha mình, yên tâm luôn, chi tàn rất là già luôn. Cẩm thị tàn rin thiên nhiên, nhà mình xem ưng ý ủng hộ Sơn nha. Thì trong tất cả các đơn hàng Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh vào thời gian cuối tuần hoặc đầu tuần nha mình nha. Nói chung là Sơn sẽ tổng kết tuần, mỗi tuần Sơn đều trích ra tiền để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Tàn rất là già luôn nha mình, 416, 1200k bao ship, cụm Cẩm Thị. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi cây kế tiếp có mã số là 417, là một cây Cẩm Thị liền cốt luôn nha mình, hai thân nhưng mà chung cốt luôn. Có tổng hoành là 44, cây cao là 62, tán rộng là 60. Cây này có bầu đất là 35 x 30, Sơn xin giao lưu là 550k bao ship nha mình. Cây bầu đất rin luôn. Về mình chỉ cần tháo cái bọc và thêm chất trồng nữa là ok thôi. 50 sợi dừa, 50 cát với đất, và mình tưới thêm các dòng kết rễ như N3M Rose Atonic nha. Nếu trường hợp mà vận chuyển mà nó có bị rụng lá thì nhà mình cứ bình tĩnh nha. Rồi mình cứ tuốt hết lá và mình trồng bình thường là nó sẽ lên lọc mới thôi. Mã số 417 là một cây Cẩm Thị tàn rin thiên nhiên, 550k bao ship nha mình. Nhà mình xem nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Chị Tàn cũng rất là già luôn, Sơn xin giao lưu nhanh luôn nha, 550k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Và cây kế tiếp cũng là cây cuối cùng của lô này luôn. Rồi mã số 418 là một cụm Cẩm Thị cốt nha mình, hàng cũng liền cốt luôn. Cái này Sơn không có đo tổng hoành cụm mà Sơn đo ở bên thân lớn là 80, bên thân nhỏ là 40, cây cao là 45. Có bầu đất hiện tại là 70 nhân cho 38, cũng rất là nặng tại vì thân cốt đặc. Sơn xin giao lưu là 1200k bao ship nha mình nha, bao sống cho mình yên tâm luôn. 418, 1200k bao ship là một cụm Cẩm Thị hàng cốt lùng lực luôn. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô luôn nha mình. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn nha. Nếu có thắc mắc gì thêm thì nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Nếu nhà mình chưa đăng ký kênh thì cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn nha.